Điểm yếu hủy hoại cuộc sống của 12 cung hoàng đạo. Ai trong chúng ta cũng muốn hướng tới sự hoàn hảo, nhưng để đạt được điều đó, chúng ta phải hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Không dễ gì, khi đối mặt với những lời chê bai, về tính cách của mình, nhưng đây là cách nhìn thẳng vào sự thật, để thay đổi và có cuộc sống tốt hơn. Ngày hôm nay, hãy cùng mật ngữ 12 chòm sao, khám phá những điểm yếu của các cung hoàng đạo, có thể sẽ hủy hoại cuộc sống của chính họ, từ đó có những biện pháp thay đổi, giúp chính họ trở nên tốt hơn. 1. Chòm sao Bạch Dương, kiểm soát sự tức giận. Tính xấu của cung hoàng đạo Bạch Dương là hay trở nên giận dữ, lo lắng, thất vọng, khiến mọi thứ bị đảo lộn khi gặp vấn đề gì đó. Bạch Dương nên chọn cách để thích nghi, hơn là suy sụp và khóc lóc. Mặc dù không cố ý, nhưng mỗi lần như vậy, họ lại làm ảnh hưởng tới những người thân xung quanh, và họ cũng không cảm thấy có lỗi. Bạch Dương đôi khi khiến mọi việc càng lúc càng trở nên phức tạp bằng cách làm quá mọi chuyện lên. Lúc nóng giận, họ trở nên xấu tính hơn, đặt nhu cầu của mình lên trước hết, và không cần biết có ai bị tổn thương hay không. 2. Chòm sao Kim Ngưu, ngang bướng và không chịu thay đổi. Kim Ngưu có cách riêng giải quyết vấn đề, và thích xây dựng tiêu chuẩn riêng cho mình, nên đừng làm điều gì trái với ý muốn của Kim Ngưu. Tuy nhiên, thực tế là Kim Ngưu cần phải học cách lắng nghe người khác. Bạo lực không bao giờ là câu trả lời cho bất cứ vấn đề nào của cuộc sống. Một số người thuộc cung Kim Ngưu có thể đánh nhau khi họ cảm thấy ức chế. Khi Kim Ngưu để sự cố chấp của mình dẫn lối, họ không thể lắng nghe người khác và có những lựa chọn sai lầm ảnh hưởng tới tương lai. Không phải lúc nào bạn cũng đúng, và biết lắng nghe lời khuyên của người khác có thể dẫn họ tới một con đường tốt hơn. 3. Chòm sao Song Tử, cẩn thận lời ăn tiếng nói. Song Tử cần phải chân thành hơn và nên nhớ đã nói phải giữ lấy lời. Họ dễ nói những lời lẽ không đâu vào đâu, nhất là khi say rượu. Đây là thời điểm Song Tử dễ bị tổn thương nhất và có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình. Tính hai mặt của Song Tử thể hiện rõ nhất tại thời điểm này. Song Tử có khả năng nói dối như thật và phóng đại mọi việc lên. Bạn quan tâm tới hình ảnh của bản thân và cách người khác nghĩ gì về mình rất quan trọng, nên dùng lời lẽ để che giấu con người bên trong. Nhưng đừng sử dụng vũ khí này nhiều quá, bất kể hậu quả có ra sao đi nữa, vì có thể bạn sẽ tự rước họa vào thân vì những lời nói này. 4. Chòm sao Cự Giải, xuống tinh thần vì đối mặt hoàn cảnh xấu. Cự Giải nên kiểm soát tâm trạng hay thay đổi của mình. Nếu gặp vận xui, Cự Giải rất yếu đuối. Họ cần học cách cứng rắn hơn, đừng quá nhạy cảm với những gì người khác nói gì về bạn. Hãy thoải mái lên, cứ để khó khăn mài giũa con người bạn. Những người xung quanh cảm thấy mất hứng mỗi lần nhìn thấy bạn mất tinh thần, suy nghĩ tiêu cực hoặc chán nản. Hãy tự tin lên và cho họ thấy con người vui vẻ của bạn. Nếu gặp chuyện buồn, bạn nên làm những gì mình thích hoặc làm bất cứ điều gì để giúp bản thân thoát khỏi tình trạng này. Cự Giải đôi khi cứ giữ khư khư nỗi đau, khiến cho bản thân mệt mỏi thêm. Họ có quá nhiều nỗi sợ hãi và giết dần giết mòn đi con người tươi vui trong họ. Họ không thể chịu đựng được nếu chia ly hay mất đi sự cam kết. Cự Giải sẽ khiến sai lầm nối tiếp sai lầm nếu ở bên người không phù hợp vì họ sợ sự cô độc. Bạn cần dừng lại chuỗi ngày hẹn hò và nên dành thời gian nghỉ ngơi để xác định lại mình thực sự cần gì cho mối quan hệ này. 5. Chòm sao Sư Tử, quá đề cao cái tôi. Tính xấu của cung hoàng đạo Sư Tử là quá đề cao bản thân. Đôi khi họ ôm đồm mọi thứ chỉ vì sợ mất hình ảnh đẹp trong mắt người khác. Bạn cần ngừng tìm kiếm sự bảo đảm bên ngoài, bởi vì nó sẽ không bao giờ là đủ để chữa lành bất an bên trong. Bạn quá tập trung vào việc xây dựng hình ảnh và muốn mọi người nghĩ rằng mình tuyệt nhất. Bạn thích mình là người đứng đầu và dẫn đầu. Khá là khó khăn để Sư Tử đối mặt với cảm xúc tiêu cực. Khi đó họ trở nên xấu tính, hay đòi hỏi và rất ích kỷ. Khi đó bạn bè, người thân sẽ chỉ muốn xa lánh họ. 6. Chòm sao Xử Nữ, thích phê bình người khác. Xử Nữ khá lạnh lùng và không hề e ngại nói ra những gì mà họ cho là tiêu cực. Ở đâu họ cũng nhìn ra những lỗi lầm. Họ sẽ khiến người khác mang cảm giác tồi tệ vì luôn làm điều sai. Có thể xuất phát từ ý định muốn giúp đỡ, nhưng người khác lại thấy đó là phiền phức. Đừng lúc nào cũng áp đặt đạo đức và gắn cho tất cả mọi thứ với cái mác tốt hay xấu. Xử Nữ hiếm khi nói xin lỗi và thậm chí không nói chuyện với ai trong thời gian dài. Đây là lý do Xử Nữ dễ trở thành người cô độc của các cung hoàng đạo, họ thích có không gian riêng và muốn dành nhiều thời gian một mình. 7. Chòm sao Thiên Bình, không quan tâm tới thời gian.
Thiên Bình cần chú trọng hơn về vấn đề quản lý thời gian. Bạn thường xuyên đến muộn, và mọi người luôn phải đợi. Đôi khi Thiên Bình chìm trong thế giới riêng của mình, mà quên đi những điều quan trọng. Thiên Bình cần phải tìm ra những gì bạn thực sự muốn, và lên kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu. Thiên Bình thong dong, nên rất dễ bỏ lỡ cơ hội. Đừng quá rụt rè, và quá nhiều đắn đo về những gì quan trọng, không quan trọng, và bạn phải thực sự hành động quyết liệt hơn nữa mới mong thành công. 8. Chòm sao hổ cáp, sống quá lâu với quá khứ. Tính xấu của cung hoàng đạo hổ cáp được bộc phát khi có người phụ lòng tin của mình. Hổ cáp nên chọn cách để mọi chuyện qua đi, đừng giữ mọi thứ quá chặt và quá lâu. Những ai phá vỡ lòng tin của bạn, thì bạn sẽ không thể tha thứ cho họ. Hãy nghĩ tới bức tranh toàn cảnh, nhớ lại những khi họ tốt với bạn, và lý do tại sao trước đây bạn yêu quý họ. Tha thứ là chìa khóa, để hổ cáp có được cảm giác bình yên. Đừng để bản thân mang tiếng xấu, vì những lần bạn tỏ ra hận thù, khi bị người khác dối lừa hay phản bội. 9. Chòm sao nhân mã, đồng đành và khó chiều. Nhân mã thích được tận hưởng, họ ít khi chủ động và chỉ thích ngồi đợi. Nhân mã có thể rất ích kỷ, không muốn làm gì cho người khác, trừ khi điều đó mang lại lợi ích gì đó cho họ. Nhân mã chính là sự vô tư, đến mức vô tâm, bạn vội vàng, nhanh nhẩu đoảng, và thường xuyên không làm đến nơi đến chốn, do tính cách lười biếng của mình. Nhân mã thiếu tinh tế trong hành xử, bởi thế nên cho dù là người rộng lượng, giàu lòng nhân ái, vị tha, nhưng nhân mã vẫn không có nhiều người bạn, thực sự thân thiết, gắn bó. 10. Chòm sao ma kết, lo lắng quá nhiều. Ma kết không chỉ có nỗi lo về bản thân mình, họ còn lo lắng cho những người mà họ yêu, và gia đình của mình. Thậm chí, những người thuộc cung này, lo tới mất ngủ, vì sợ mọi người xung quanh mình không ổn. Ma kết luôn nỗ lực hết mình, cho dù kết quả không được như mong đợi, nên họ dễ trở thành người thành công. Ma kết luôn mong những điều tốt nhất trong cuộc sống, nhưng đôi khi mọi thứ không đi theo những gì mình muốn, vì thế bạn phải học cách trân trọng mọi điều xảy ra với bản thân. 11. Chòm sao bảo bình, luôn tạo bức tường ngăn cách. Họ được xem là lạnh giá, từ trái tim đến khối óc, luôn có khoảng cách với người khác, luôn chứa một không gian riêng kỳ quặc, lạnh buốt băng giá bên trong. Đặc biệt, họ cũng là một trong những cung hoàng đạo, không biết biểu đạt cảm xúc. Bảo bình cần cởi mở hơn với mọi người, vì chia sẻ cảm xúc hay trải nghiệm của bản thân, không có gì là sai trái, mà còn khiến cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Hãy nhìn nhận mặt tích cực, xảy ra trong cuộc sống của bạn. 12. Chòm sao song ngư, thiếu tự tin. Nếu song ngư không yêu bản thân, thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc thực sự. Sai lầm của bạn là sự phục tùng. Bạn chấp nhận chịu đựng hành vi xấu, và tha thứ cho những người không đáng được tha thứ. Đừng lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ về mình, hãy tự soi lại bản thân, khiến cho chúng trở nên tích cực hơn, và dành nhiều thời gian hơn để thay đổi. Nếu bạn vẫn cố bám víu vào người khác, thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.